Hôm nay mình qua cái bài mới là khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số nha. Được chưa? Thì hồi xưa mà làm thi toán tự luận á, thì người ta sẽ làm kỹ, rất là kỹ cái phần này, trình bày từng bước, nhưng mà bây giờ làm trắc nghiệm á, thì tương đối thôi. Được chưa? À, bài toán nha, cho y bằng x mũ 3 trừ 7 bình phương cộng 1 đi ha. Rồi khảo sát Một sự biến thiên và vẽ đồ thị, được chưa? Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị. Rồi mình làm như thế này. Bước đầu mình cũng điền tập số định d bằng r ha. Rồi sau đó mình tính đạo hàm, nó sẽ ra là 3x bình trừ 6x, rồi mình cũng cho bằng không. Mình tìm x, x nó sẽ bằng 0 với 2, mình tính y luôn đi ha. Được chưa? Y bằng x bằng 0, y bằng 1, x bằng 2, 2 qua là 8, 8 mũ là 9, 9 trừ cho 12 là 3. 9 trừ cho 12 là trừ 3 nhé. Rồi và bạn biến thiên. Đúng là tìm hai cái lim nha, thôi cái lim tìm sau đi. Là các bạn biến thiên của em bây giờ sẽ đầy đủ. X nè, từ trừ vô cực như vô cực nè. Chưa? Y phẩy nè. Y nè. X là 0 đến 2 nè. Thì 0 thì 2 nó bằng 0 nè. Dấu nè. Y phẩy x bình là dấu cộng, đây là dấu cộng nè, trừ nè. Cộng nè. Cộng đi lên, trừ đi xuống, cộng đi lên. Được chưa? Rồi mình điền vào x bằng 0, y bằng 1. Điền vào đây. X bằng 2, y bằng trừ 3. Giờ phải điền chỗ này nha. Bây giờ mình thế vô cực này nè, thế vô cực nè, lên đây, lên cái y nha, được chưa? Thì nó sẽ ra là cái gì? Là cộng vô cực mũ 3 đâu, cộng vô cực mũ 3 thì nó ra cộng vô cực, được chưa? Đó, giờ mình làm nháp nha, thế vô đây nè, cộng vô cực bằng mũ 3 thì bằng cộng vô cực, đúng không? Rồi, tiếp tục, mình thế trừ vô cực nè, cũng vô đây luôn, luôn cái thằng đầu tiên đi ha, là trừ vô cực bằng mũ 3 thì ra trừ vô cực, đúng không? Rồi ở đây là trừ vô cực, ok ha. Và cái này mình ghi để hiểu thôi, còn đầy đủ mình phải ghi thêm cái này nữa, lim lim của hàm số nè, khi x tiến về cộng vô cực, được chưa? Thì y nó tiến về cộng vô cực, lim y khi tiến về trừ vô cực, y tiến về trừ vô cực nè, y tiến về vô cực, được chưa? Rồi mấy em kết luận đồng biến cái tuyến cực trị được không? Rồi hàm số đồng biến trên đâu, biến trên đâu, tự kết luận ha. Rồi, hàm số đại cực đại cực tiểu ở đâu, tự kết luận. Rồi cái đồ thị của nó thì nó giống như cái bảng biến thiên á, đồ thị của nó nè, đồ thị. Yeah, đồ thị nó vậy. Đó. Được chưa? Đó. Ok. Không cần vẽ chính xác nữa, bây giờ biết định được cái dạng đồ thị được rồi ha. Rồi ok. Rồi bây giờ thầy tóm tắt nè. Nếu cái bảng biến thiên của mình á nó vậy. Nếu bảng thiên mình nó có hai điểm trị, ví dụ ha, ví dụ này là 1 với 3 đi, số cụ thể cho rồi đi, ví dụ như 1, 2, xấu quá, mẹ mẹ 1, hỏi mẹ cái này 2, tại sao mày cứ 0, đi ra đi vào 1. ngoài Chà thì đồ thị nó vậy. Chà, còn nếu bạn biến thiên nó vậy.
Cũng một hai nha, cái này ví dụ khác nha. Trừ cộng trừ trừ đi xuống nè, cộng đi lên trừ đi xuống thì đô thị nó vậy. Chà, đó cái này xấu quá. Còn nếu bạn với Thiên nó vậy, chỉ có một nghiệm thôi, chỉ có một nghiệm này là nghiệm kép. Ví dụ nghiệm kép là 4 đi ha, hai dấu cộng vậy đúng không? Thì bạn thì cái đồ thị nó vậy nè. Được chưa? Nó hơi ngang ngang ở chỗ này nè, chỗ này nó hơi ngang ngang là đó. Còn nếu bạn thì nó vậy, cũng có nghiệm kép nha. Chữ nghiệm kép là 4 đi ha, nhờ hai bên dấu âm. Được chưa? Vậy. Được chưa? Thì cái đồ thị nó vậy nè. Đó. Nó hơi ngang ngang chỗ này nha. Được chưa? Rồi. Còn nếu bạn thi nó vô nghiệp. Mẹ ơi. Mẹ. Ví dụ vô nghiệm luôn, được chưa? Vô nghiệm luôn. Dấu cộng luôn. Đồ thị lên vậy. Nó không ngang ngang với nhau mà nó lên thẳng được luôn. Đó. Chú ý nếu nó có bằng không chỗ này nè. Nếu có bằng không chỗ này thì cái chỗ này nằm ngang ngang nè ha. Bằng không chỗ này nó chỗ này nằm ngang ngang. Ngang ngang không u lên, u lên là nó lại có cực trị rồi. Nếu bạn Nguyễn Thiên của hàm bậc 3. Nó về nó hàm bậc 3 nha. Được chưa? Nếu ở đây dấu trừ. Vô nghiệp nó trên đây vô nghiệp nó không có gì để ghi nha. Không? Trên đây không có gì để ghi nè. Âm đi xuống. Cái đồ thị nó vậy. Đó. Thì đó là thầy nói về hàm bậc 3 nha. Rồi. Thì cái việc khảo sát hàm số chẳng qua là mình tìm tập xác định nè, xong mình tính đạo hàm nè, rồi mình cho nó bằng không, mình tính x y nè, cực đại cực tiểu nè, rồi mình nhận xét đồng biến nghịch biến nè, xong mình vẽ đồ thị. Nhưng mà giờ cái đồ thị cái bảng thiên mình á, mình phải điền vào những cái cộng trừ vô cực này nữa. Thì cha trước đây thầy không cho men điền á, tại vì mình phải kẹt cái lim nữa, thì bây giờ mình ghi mấy cái lim này cho nó thủ tục thôi. Thì cha đó, ta bắt ghi thì ghi đi. Mấy em cứ muốn muốn tìm cứ thế vô cực vô cái thằng đầu tiên là mình sẽ tìm được cái mình sẽ tìm được cái đáp án ở đây y bằng bao nhiêu à. Rồi thì mình nắm được bốn cái đồ thị nó vậy. Bây giờ qua hàm bậc 4 nha, hàm bậc 4 cũng vậy thôi. Ví dụ mà hàm bậc 4 nè thì bằng x vuông cộng trừ đi ha, trừ 2x bình phương cộng 1 đi. Rồi cũng khảo sát siêu thiên và vẽ đồ thị ha, nhưng mình sẽ không vẽ chính xác nữa, mình chỉ biết cái dạng thôi đủ rồi. Tập xác định d bằng r là mình có tính y phẩy, y phẩy là 4x mũ 3 trừ 4x rồi mình cho bằng không thì mình sẽ ra 3 nghiệp x. Được chưa? X bằng 0, x bằng 1, y bằng trừ 1. Rồi tính y cho thầy luôn. Y bằng nhiêu? X bằng 0 y bằng 1, x bằng 1 y bằng 0, x bằng trừ 1 y nó cũng bằng 0 luôn. Rồi lập bảng biến thiên. Thiên nó hơi dài xíu, xuống đây đi. X nè, y phẩy nè, y nè, trừ vô cực, cộng vô cực, 0 nè, trừ 1 nè, 1 nè, 0, 0, 0, dấu nè.
y phẩy, nó có x mũ 3 là dấu cộng đúng không? Vậy đây là dấu cộng, qua cộng, qua trừ, trừ đi xuống, cộng đi lên, trừ đi xuống, cộng đi lên. Rồi mình điền khi x bằng 0 y bằng 1 đúng không? X bằng 0 y bằng 1 nè. Rồi x bằng 1 với trừ 1 y bằng 0 nè. Chà, x bằng 1 với trừ 1 y bằng 0 nè. Rồi bây giờ vô cực, mình thấy cái vô cực này nè, vô cái thằng đầu tiên mình sẽ ra là cộng vô cực tất cả mũ 4, và cộng vô cực tất cả mũ 4 thì ra cộng vô cực đúng không? Đây là cộng vô cực, được chưa? Đó. Tiếp tục mình thấy cái trừ vô cực này cũng vô đây luôn, thì trừ vô cực trong hoặc đơn mũ 4 là mũ chẵn, không mũ chẵn nó mất dấu trừ, dấu trừ mũ 4 ra vô cộng vẫn ra cộng vô cực, đây như là cộng vô cực, được chưa? Đó. Thì thủ tục á, mình làm mẹo vậy thôi nha, thủ tục phải ghi lim nè, mình phải ghi lim của hàm số y khi x tiến về cộng vô cực thì nó cũng là cộng vô cực. Rồi lim của hàm số y khi x tiến về trừ vô cực thì nó cũng bằng cộng vô cực nè. X tiến về trừ vô cực thì y nó vẫn là cộng. Cộng cũng là cộng mà trừ cũng là cộng. Đó, nó hơi kỳ kỳ vậy, thấy không? Nó khác ở trên nha. Cộng ra cộng, trừ ra trừ. Còn cái nào cái a nó âm á, thì nó bị đảo lại nha, cái a nó bị âm, cái a là thằng này nè. Chứ a là thằng chỗ này nè. A nó mà âm là nó bị ngược lại, cộng ra trừ, trừ ra cộng. Còn bậc 4 á thì này khác. Được chưa? Trừ cũng ra cộng mà cộng ra cộng, a dương nha. Còn nếu mà a nó âm á, được chưa? A mà âm thì cộng cũng ra trừ mà trừ cũng ra trừ luôn. Được chưa? Rồi. Rồi vẽ thì cái đồ thị nó vậy. Mem tự kết luận nha, hàm số đồng biến nghịch biến trên đâu, hàm số đạt đạt tiểu trên đâu ha. Và cái đồ thị này nó giống như là cái chiều biến thiên nha. Nó vậy. Đó, được chưa? Đó, nó giống như cái chiều đi của hàm số vậy. Trên đây nó cũng giống như nè. Ok. Thì hàm bậc 4 thì nó cũng có, nó chỉ có 4 kiểu thôi. 4 kiểu thôi. Nếu bạn thiên nó dày thì vẽ luôn đi ha, vẽ luôn 4 cái luôn. Nếu bạn biến thiên nó có ba nghiệm phân biệt ha, thầy ví dụ nha, 1 2 3 cộng trừ cộng trừ trừ đi xuống cộng đi lên trừ đi xuống cộng đi lên, cái đồ thị nó vậy. Cha bạn biến thiên nó cũng có ba câu trị luôn, nhưng mà đây là trừ cộng cộng đi xuống, tôi quên cộng đi lên cộng đi xuống, cộng đi lên trừ đi xuống, cộng đi lên trừ đi xuống, thì đồ thị nó dày. Được chưa? Hàm bậc 4 trùng phương thì nó sẽ có tình huống, ví dụ nó chỉ có một nghiệm mà thôi, ví dụ như hai vô cộng. Mà nghiệm là nghiệm thường ha, khi mà hàm bậc 4 nó có một nghiệm thì nó là nghiệm thường. Nghiệm thường thì nó vẫn đổi dấu. Được chưa? Dày. Thì cái ba là bồn nữa. Còn nếu nó chỉ có một nghiệm thường thôi, bên đây dấu trừ dấu cộng vậy. Chà, tóm lại hàm bậc 4 nha, cái đám này là hàm bậc 4, bậc 4 trùng phương nha. Được chưa? Còn cái đám ở trên đây là bậc 3 nó hơi nhiều xíu, tại vì nó có nghiệm kép với lại nghiệm với vô nghiệm, cái này là nghiệm kép nè, 4 là kép nè, 4 là kép nè. Được chưa? Cái đám này là hàm bậc 3 nha. Ok. Còn làm hàm nhất biến thì sao? Hàm bậc 1 2 đi ha. Rồi. Tập xác định D của mình là R.
hiệu đi một ha, cho một khác không, và tính đạo hàm. Tính đạo hàm là nhân chéo trừ nhân chéo nè, 2 nhân trừ 1 trừ cho 1 nhân trừ 1, 2 nhân trừ 1 là trừ 2, trừ cho 1 trừ 1 là trừ 1, chia cho mẫu bình. Để cho nhân chéo trừ nhân chéo nè, 2 nhân trừ 1 nè, trừ cho 1 nhân trừ 1 nè. Được chưa? Nó ra cái gì? Nó ra trừ 2 cộng 1 là trừ 1, được chưa? Đó. Rồi đến đây cho tự bằng không, cho mẫu bằng không là bảng biến thiên đúng không? Rồi. Mình cứ lập trước đi, còn tiện còn đứng tiểu ngang mình tính sau. Chà. X y phẩy y trừ vô cực cùng vô cực, nhớ thằng số 1 nha, nhớ cái thằng đó đó, thằng này nè. Được chưa? Thằng này làm cho tử mẫu không xác định, xin lỗi, nó làm cho y phẩy y không xác định nên nó hay gặp. Được chưa? Dấu y phẩy luôn luôn âm nè, đó thì đây là dấu trừ, đây là dấu trừ, trừ đi xuống. Rồi thì hàm nhất biến em nhớ thuộc lòng cái này nha. Khi x là số 1 thì cái thằng y này nè sẽ là vô cực. Được chưa? Vô cực, vô cực nằm ở trên á thì là cộng vô cực, vô cực nằm dưới là trừ vô cực. Được chưa? Như vô cực dài thì vô cực này nằm trên là cộng, dưới là trừ, đúng không? Nếu nó ngược lại, nếu nó ngược lại, nếu nó ngược lại nha, nếu ngược lại dài, vô cực này là trên, vô cực này là dưới, thì trên là cộng, dưới là trừ, có nhớ nha? Chia làm đôi, nằm phía trên là cộng, dưới là trừ. Rồi. Bài này tìm đứng tìm ngang bao nhiêu? Tìm cận đứng nè, cho mẫu bằng không đúng không? Và x bằng 1, được chưa? Tìm cận ngang là lấy hệ số x trên chia x dưới, y bằng 2 nè. Lấy hệ số x trên nè, chia hệ số x dưới nè, 2 chia 1 là 2, được chưa? Đúng ra phải có vì nó giải thích nha, nhưng mà thôi. Rồi. Tìm cận đứng nè. X bằng 1, đây. Tìm đứng. Tìm cận ngang bằng 2. Thì số 2 ghi vào đây nè, số 2 ghi vào đây, số 2 ghi vào đây đó. X là cộng trừ vô cực, y nó tiến về số 2 đó, thì là tìm cận ngang, được chưa? Ok rồi, cái lượng hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định, hàm số không đạt đại cực tiểu, đi ra cái đồ thị nó như thế này, đồ thị khu này như thế này, nó sẽ có hình dạng chữ thập. Chà, nó có hai đường cong, hai đường cong. Chà. Ứng với hai cái đường này nè. Ứng với hai cái đường này. Chà, nó đi xuống nè, đi xuống nè. Đi xuống nè. Đó, đi xuống. Đi xuống nè. Đi xuống nè, đây đi xuống nè. Được chưa? Đó. Không có dày nha, không có dễ dày nha, dày sai nha. Rồi bây giờ thầy tóm tắt là hàm nhất biến này là dễ, nó chỉ có hai là bảng biến thiên thôi, nó chỉ có hai là bảng biến thiên thôi. Chà. Rồi tắt không đi ha. Đó, nó chỉ có hai kiểu thôi. Rồi. Kiểu trên là hai dấu cộng, kiểu dưới là hai dấu trừ. Hai trừ đi xuống nè. Thì cái cách vẽ nãy thầy vừa mới nói đó, nha. Nếu hai trừ đi xuống thì nó nằm vậy. Còn nếu ở trên hai dấu cộng đi lên đúng không? Đồ thị nó dày.
cha. Ok. Đi lên nè. Lên, 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 lên. Không có lên dày nha, dày là sai nha, thấy chưa? Còn xuống nè. Xuống, 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 xuống. Chứ không có xuống dày nha. Không có xuống dày gì nha. Tào lao nha, đó. Lên là hai góc hai nó nằm bên dấu huyền phải không? Dấu huyền được chưa? Lên là dấu huyền nó nằm ở khu này với khu này. Còn nếu xuống nó nằm khu này ha. Ừ, vậy. Ok. Vậy đây, sách giáo khoa đây. Thầy có thể tóm tắt cho mấy em. Mấy em chắc soạn sách tới chưa ta? Cho soạn sách chưa ta? Chưa đúng không? Đây. Hàm bậc 3 đây. Đấy, sách giáo khoa đó. Được chưa? Ừ. A dương nè. Được chưa? A dương thì cái đuôi đi lên nè. Nhớ cái A dương là cái đuôi đi lên. A âm là cái đuôi đi xuống nè. Đó, bậc 3. Đây là trong tình huống là nó có 3 điểm, hàm bậc 3 nha, hàm bậc 3. Hàm bậc 3 nè. Được chưa? Đồ thị dày là dày. Đây tình huống nó có cái phương diện giới hạn không có kép nha. Dạ. Rồi nó hơi ngang ngang với giữa nè. Còn này phương diện giới hạn không nó vô nghiệp thì cái đồ thị nó dày. Dày. Còn có kép thì nó hơi nằm ngang ngang như vậy. Đó. Đây chưa? Đó. Cái y phẩy bằng không nghiền kép nha. Y phẩy không là có hai nghiệm phân biệt, y phẩy không có nghiệm kép, cuối cùng y phẩy không vô nghiệm. Rồi hàm bậc 4 nè. Trong sách giáo khoa mấy em á. Đó. A dương nha, A dương là cái đuôi đi lên nè, A dương nè. A âm là cái đuôi đi xuống nè, A âm nè. Dạ, đây là trường hợp là có 3 điểm, có 3 điểm trị á. Đại nè, tiểu, tiểu nè, tiểu nè, đại nè, đại nè, được chưa? Cái hình trên đây là hai điểm trị nè, đại nè, tiểu nè, đây là hai điểm trị nha, hai nghiệm phân biệt là hai điểm trị á. Đại nè, tiểu. Nghiệp kép thì nó chỉ có một nghiệm thôi, được chưa? Không đại không tiểu, còn này là vô nghiệm luôn, không có cái gì u này nữa, cái này nằm ngang ngang nha. Cái định hướng bằng không, y phẩy bằng không á, kép á. Thấy chưa, nằm ngang ngang. Rồi đây là hàm bậc 4 trùng phương mà chỉ có một nghiệm. Một nghiệm thôi, là một có một cực trị thôi, y phẩy không có một nghiệm thôi. Một cực tiểu hay một đại, thấy chưa? Đó hàm bậc 4 trùng phương. Thì mấy em đừng quan tâm. Nó hai kiểu. Cái kiểu này là y phẩy dương nè. Đừng nhớ này, nhớ y phẩy dương. Cha, còn đừng nhớ này. Y phẩy âm, cha. Đừng quan tâm đến trục tọa độ nha, quan tâm đến trục tìm con đứng là đường này nè. Đó. Xấu quá. Thầy vẽ tiệm đứng nó động lên nha, tiệm đứng đây nè. Đó. Quan tâm đến tiệm đứng, tiệm ngang thôi. Còn cái chụp ít chụp y mặc kệ nó thấy chưa, quan tâm điểm đứng điểm ngang này, điểm đứng điểm ngang là những cái đường không có dấu mũi tên đó nha, còn cái đường mà có dấu mũi tên là chụp tọa độ rồi nha. Rồi cái đồ thị mình đây nè, vẽ màu đen đi nè, đồ thị mình nè. Đó, nằm ở đây y phẩy dương nha, y phẩy dương là cái đuôi đi lên dương nè, y phẩy dương thấy chưa. Còn y phẩy âm nằm xuống nè, đó. Xuống nè, cái này lên nè. Lên nè đó. Cái mũi tên lúc nào cũng vậy.
hoặc là dày nha. Đó. Thôi mình vẽ thẳng luôn cũng được. Đó. Xuống luôn cũng được. Ok. Bỏ lên nó một mấy ngon nha. Đó, nhìn nó hơi rối rối nha. À, giờ mình nhìn vô mình sao biết? Trong hai nhánh á, mình quan tâm nhánh bên phải thôi. Trong nhánh bên phải nó mũi tên. Nó qua phải này là y phải dương. Đây, trong hai nhánh quan tâm nhánh bên phải thôi. À, trong hai nhánh này quan tâm nhánh phải thôi. Nhánh trái bỏ nha, nhánh trái bỏ. Trong nhánh bên phải, cái đầu bên phải y phải dương. Được chưa? Muốn làm bài tập sẽ biết. Ok. Rồi. Bài tập dạng này như thế nào? Thì nó cứ cho cái đồ thị nó kêu đoán đây là hàm bậc 3, bậc 4 hay là hàm nhất biến gì, gì ha. Rồi nó còn dạng bài tập nữa. Giờ số 4 ha. Tìm giao điểm. Điểm M để phương trình x mũ 3 trừ 3 x bình cộng 1 trừ m trừ 2m đi ha, có 3 nghiệm phân biệt. Được chưa? Có 3 nghiệm phân biệt nha. Rồi mình làm như sau. Cái phương trình đó mình biến đổi về x mũ 3 trừ 3 x bình cộng 1 trừ 2m trừ có phải là 2m nè. Được chưa? Rồi mình sẽ đặt vế trái lại với x nha. Đặt cái vế bên trái lại với x. Đặt fx bằng x mũ 3 trừ 3 x bình cộng 1. Được chưa? Rồi mình khảo sát hàm số này. Tập xác định nó lại R ha. Rồi tính đầu hàm. Đầu hàm sẽ ra là 3x bình trừ 6x cho bằng 0. Mình tìm được 2x. X bằng 0, x bằng 2. Rồi mình tính y đi. X bằng 0 thì y bằng 1, x bằng 2 y bằng trừ 3, y chang bài đấy. Rồi. Lập bảng biến thiên. Hỏi làm lim 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 gì ha, mệt, thủ tục nó vậy thôi. Y phải y à, 0 với 2 trừ vô cực cộng vô cực 0 0 rồi à, cộng trừ cộng cộng đi lên trừ đi xuống cộng đi lên, về đồ thị nó vậy. Dưới đây x bằng 0 y bằng 1 nè, x bằng 2 y bằng trừ 3 nè, cái đồ thị của mình nó vậy nha. Xấu quá, vậy lại từ trừ vô cực nè, dưới đây là trừ vô cực nè, cha đây là cộng vô cực. Cộng vô cực chỗ này y nha, xét y nha, xét y số 1 xét y trừ 3. Rồi những cái đường bên phải này là 2m nè, mình đang hồi nãy giờ mình đang xét á, đặt ý là cái vế trái rồi nha, đúng không, mình vẽ thì nó trong cái đường bên phải là 2m nè. Rồi thế thì cái đường 2m nằm ở đâu, nó nằm đâu thì đó, giờ em suy nghĩ nha, nó có, sẽ có 5 vị trí nè, duy nhất nằm chỗ này, đó, chà, đường 2m đó, tiếp tục, thứ hai nằm ở vị trí này, chà, thứ ba nằm ở vị trí này, chà. Rồi thì tại ba vị trí thầy vừa mới nói đó, ở trên ở dưới và ở giữa, thì chỗ nào cái đường màu đỏ nó cắt cái đường cong tại ba ba điểm
thì chỉ có chỗ này thôi, 1, 2, 3 thôi, chứ trên đây nó chỉ có một thôi đúng không? Đường màu đỏ các đường màu xanh nó chỉ có một điểm thôi, đúng không? Thì cha, thì tại vị trí này thôi, tại vị trí này thôi. Cha, ok. Muốn vậy thì sao? Muốn vậy thì nhìn nè, muốn vậy thì sao? Thì 2m nè, nó phải nằm trên trừ 3. Đó. Và dưới số 1 nằm khúc giữa đúng không? Đó, 2m phải nằm khúc giữa. Khúc giữa 1 với này, trừ 3 là chia ra yêu cầu bài toán. Muốn 3 nghiệm đúng không? Rồi. Vậy thì 2m nó bị kẹp giữa trừ 3 với 1. Rồi mình giải tiếp. Chia số 2 qua đây. Chia số 2 qua đây. Thì m nó bị kẹp giữa trừ 3 phần 2 đây là lúc mình có với lại 1 mình phần có 2. thể biết được nha, Ok chưa? ăn được Rồi. lúc đi ngoài đồng nha. Vậy đây là bài toán tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt. Ok, mình chuyển m qua phải để vế trái nó là một cái hàm số cụ thể rồi mình khảo sát nó. Mình muốn nó 3 nghiệm á, thì cái đường nằm ngang. Cái đường nằm ngang á, nó phải cắt cái đồ thị á tại 3 điểm phân biệt. Mà muốn vậy nó phải nằm khúc giữa. Muốn nó một nghiệm á, thì nó phải nằm lớn hơn một. Dạ. Ok. Đây là lúc mình mà đỡ bạn Chỗ này mình không ghi cầu bài toán á, thì nó chung chung quá, mình ghi là sao? Phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 2m nó nằm trên trừ 3 và nằm dưới số 1. Chà, nó bị nằm được nằm khúc giữa. Nếu 2m nằm chỗ này thì nó chỉ có một nghiệm thôi nè. Nó chỉ có nghiệm này thôi, thấy không? Còn nếu 2m nằm chỗ này, nó nằm ngang ở chỗ này, thì nó chỉ có một nghiệm này thôi. Ok, không có thỏa, đúng không? Nó phải nằm khúc giữa. Còn nếu mà đề bài hỏi muốn có một nghiệm thì mình phải nói là 2m nằm lớn hơn 1 hoặc 2m nhỏ hơn trừ 3. Được chưa? Ok. Vậy bây giờ mấy em làm bài 4 phẩy á thầy. Tìm m để phương trình x mũ 3 trừ 3x ha. Rồi cộng 2. Rồi trừ 3m bằng 0. Có 3 nghiệm phân biệt. Ok chưa? Làm bài 4 phẩy cho thầy nha. Rồi, bài số 5. Cho cái đường thẳng cho cái hàm số này y bằng x cộng 1 chia cho x trừ 1 đi. Được chưa? Cho đường cong C hạ bậc 1. Cho đường thẳng D y bằng trừ xuống 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 y bằng trừ x cộng m đây. Được chưa? Yêu cầu bài toán là tìm m để c cách d tại hai điểm phân biệt. Được chưa? Rồi thì mình cứ cho hai đi bằng nhau. Được chưa? Hai đi bằng nhau mình ghi là phương trình hoành độ giao điểm. Được chưa? Cho hai cái đúng này bằng nhau nè. Đó, hai cái đúng màu vàng nó bằng nhau. Chà, rồi giải tiếp. Quy đồng lên ha. Mẫu nè. Nhân chéo qua đây. Chà, ok. X cộng 1 bằng trừ x cộng m. Rồi, x trừ 1. Được chưa? Ở đây nó có điều kiện x trừ 1 khác không nữa ha. Nhưng mà cái điều kiện này luôn luôn thỏa. Vì nếu x bằng 1 thì không bao giờ xảy ra hết. Rồi, phân phối nè. Trừ x nhân x là trừ x bình phương nè. Trừ x nhân cho trừ 1 là cộng x nè. M nhân cho x là cộng mx nè. M nhân trừ 1 là trừ m nè. Được chưa? Rồi. Chuyển hết qua vế trái nha. Được chưa? Chuyển hết qua vế trái thì mình sẽ có cái gì? X cộng 1 viết lại nè. Trừ x bình chuyển qua trái là cộng x bình nè. Cộng x chuyển qua vế trái là trừ x nè.
cộng mx chuyển qua trái là trừ mx nè, trừ m chuyển qua trái là cộng m nè, lại bằng không. Chà. Ở đây mình có thể ghi là, thôi bỏ nè, bạn nào học yếu thì bỏ luôn đi ha. Chờ bạn nào học khá giỏi thì thầy nói nè, nếu x bằng 1 vô lý, vô nghiệm nha. Tại sao khi x bằng 1 á, được chưa, x bằng 1 thì mấy em thế ở đây, x bằng 1 thì cái này bằng 0 đúng không, không là nguyên cái đá này bằng 0 luôn, x bằng 1 này là 1, vậy 2 bằng 0 là sai đúng không đó. X bằng 1 vô lý là vì x bằng 1 thì chỗ này là 0, được chưa, 0 nhân cho cái đám này thì nguyên cái đám này cũng là 0, x bằng 1 đây là 1, 1 là 2, 2 bằng 0 là vô lý đúng không, 2 bằng 0 là vô lý, vô nghiệm. Chà, thành ra cái điều kiện này đặt cho có thôi, mình không có cần phải xử lý nó làm gì đó. Rồi mình giải tiếp cho này ha, x bình đưa ra phía trước, x bình nè, hai cái x này mất nè, x chỉ x mất nè, được chưa. Rồi viết lại trừ mx cộng m cộng 1 bằng 0. Rồi, bây giờ yêu cầu bài toán muốn có hai nghiệm phân biệt đúng không? Thì delta nó phải dương. Được chưa? Xong. Delta là b bình. B bình là trừ m bình nè. B bình trừ 4ac. A là 1. C là m cộng 1 nè. C là này nè. M cộng 1 là C nè. Được chưa? Trừ m b. Này phải lớn hơn 0. Ok chưa? Rồi, bên này nó có m bình trừ 4m trừ 4 hãy dương. Được chưa? Rồi giải cái này thì mấy em bấm máy đi, mấy em bấm máy thì tốt, mà không biết bấm máy thì lập bảng xét dấu. Được chưa? Rồi. Nghiệm sẽ ra nhiêu ta? Nghiệm ra 2 căn 2 đúng không? Nhậm thôi nha. Tôi có máy tính tôi bấm mà. Nhiều. Ship. Giải phương trình. Rồi, bạn nhìn bậc 2 nha. 1 nhập trừ 4 nhập trừ 4 nhập. Rồi, nghiệm ra là cộng 2 cộng trừ 2 căn 2 dương đúng không? M sẽ nhỏ bằng 2 trừ 2 căn 2 hay M lớn bằng, à quên, không có dấu bằng nha, không có dấu bằng, không có dấu bằng, không có dấu bằng, không có dấu bằng nha, vì ở trên không có dấu bằng nha. Rồi ở đây là 2 cộng 2 căn 2. Ok chưa? Rồi. Mấy em làm bài lại bài 5 phẩy cho thầy. Mấy em làm bài là bài 5 phẩy. Cái y mới là nhiêu? Y bằng 2x đi. Cộng 1 chia cho x trừ 1. Cái d mới, cái C nha, cái D mới là Y bằng cũng trừ X cộng M luôn nha. Đó, cho nó dễ. Rồi, mấy em làm lại 5 phẩy cho thầy. Ok. Rồi, cái dạng đồ thi thì giống như là người ta cho vậy. Ví dụ như là bài 6 đi ha, người ta cho hình vẽ vậy. Đó. Đáp án A, hàm số y bằng x cộng 1 chia x trừ 1. Đáp án B, y bằng x mũ 3 trừ 3x. Đáp án C, y bằng trừ x mũ 4 cộng 2x bình cộng 1. Đáp án D, y bằng x mũ 4 trừ 2x bình cộng 1. Rồi mình chọn đáp án nào? Thì mình nhìn đồ thì mình đoán ngay là nó có 3, nó có 4 khúc nha. 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc, 4 khúc, vậy nó phải là bậc 4.
bậc 4 đúng không? Bậc 4 thì dẹp cái A này đi, dẹp cái B này đi, đúng không? Nó có 4 khúc. Thấy chưa? 4 khúc nè. 1 khúc nè. 2 khúc nè. 3 khúc nè, 4 khúc nè, vậy là bậc 4. Rồi cái đuôi này đi lên, cái đuôi nó đang đi lên nè, đúng không? Nên A nó dương. A dương thì dẹp thằng C đi. A dương chọn D. Đó. Kiểu vậy. Hoặc là bài số 7. Muốn vô trắc nghiệm dễ hơn ha. À, nó cho ví dụ nhà mà cho đồ thị dày. Dạ, bước trên đi xuống nè. Bước trên đi xuống nè. Nó kêu chọn hàm số đi. Y bằng x mũ 4 cộng 1. B y bằng x mũ 3 cộng 1. C y bằng x trừ 2 chia x trừ 1. D y bằng x trừ 1 chia cho x trừ 2. Rồi, chọn hàm nào. Thì những cái kiểu này là biết hàm bậc 1 chứ bậc 1 rồi đúng không? Dẹp ngay hai cái hàm bậc 3, bậc 4 đi. Rồi trong hai nhánh, trong hai nhánh mình quan tâm nhánh bên phải ha. Trong nhánh bên phải mình quan tâm cái đầu bên phải. Rõ ràng nó đi xuống, nó đi xuống thì y phẩy nó âm. Rồi mình đào hàm ra xem nào y phẩy âm. Thằng đáp án C nha, đào hàm ra nhiêu? Trừ 1 trừ trừ 2 là cộng 1. 1 chia cho cái bình phương. Vậy là hàm dương không phải. C loại. D mình thử đào hàm coi. Y phẩy bằng cái gì? Trừ 2 trừ trừ 1 là trừ 1. Trên hoặc đơn bình phương. Vậy âm, đúng rồi. Vậy chọn D. Đó, kiểu vậy ha. Ok. Rồi mấy cái bài điểm mà rồi giờ qua một số cái ví dụ ha, để mình nắm rõ hơn. À, lấy ví dụ câu 32 đi. Đây là hàm bậc 3 mà cái hệ số của nó là ABCD này. Đề nó hỏi A âm dương như thế nào, BCD cũng vậy ha. Thì trước tiên á, mình thấy cái hình dáng đồ thị nó có cái đuôi đi xuống nè. Thì mình nhận xét luôn A nó sẽ âm. Còn nếu nó như thế này nè, đuôi đi lên nè, thì A nó dương ha. Đó. Rồi, A nó âm. Bốn đáp án đều A âm hết. Tiếp tục, cái đồ thị của mình nó cắt trục tung chỗ nào á thì chỗ đó là D đó. Được chưa? Đó là khi x bằng 0. Thì phải không hết là chỗ này là không hết đâu. X bằng 0 chỗ này không hết đâu, tức là y bằng D ha. D. Nhưng mà cái D này nằm nửa trên đúng không? D nằm ở nửa trên thì D nó sẽ dương. Còn nếu nó nằm như vậy nè. Đó vì nó cắt trục ôi chỗ này đúng không, nhưng mà cái trục ối nằm dày thì cái này là D, nhưng mà D nằm ở nửa dưới thì D nó sẽ âm. Chưa? Thì mình sẽ kết luận rằng A âm với D dương. Rồi sao, cái gì cũng đúng hết, A âm D dương nào cũng đúng hết. Khó rồi, khó rồi. Rồi tiếp tục mình xem cho hai cái điểm của chị nè, nó nằm hai phía ha. Hai cái điểm của chị nằm hai phía, hai điểm của chị nằm hai phía. Thì khi mình chiếu vào trục x á, thì đây nó là x1 nè. Chiếu vào trục x, đây là x2. Giờ thầy bôi hết đi cho mấy em nhìn cho nó dễ ha. Đây, đây là x1 nè. Chiếu vào cái đỉnh nha. Cái cực đại á, chiếu vào đây là x2, đó là x2. Nó nằm hai phía so với trục tung, tức là một nghiệm âm nghiệm dương đúng không? Rồi. Thì khi đó thì cái C chia A nó theo viết C chia A nó sẽ bị âm. Mà A nó âm rồi đúng không? Mà A âm rồi. Thì mình chia, mình nhân A qua đây, A đã âm. Thì nhân qua nó sẽ đổi chiều.
Nó giống như ví dụ như C mà chia cho trừ 2 mà nhỏ hơn 0 đúng không? Thì mình nhân trừ 2 qua đây. Để chơi nhân số sẽ bị đổi chiều. Đó. Đó, cũng vậy thôi. Và A giống như trừ 2, A nó bị âm rồi đúng không? A nó âm rồi. Mình nhân chéo qua đây thì C nó sẽ dương. Và C dương mình sẽ chọn đây. Đây. A hoặc C đây ha. Rồi, bây giờ đồ thị nó hơi lệch qua phải. Được chưa? Nó hơi lệch qua phải. Nó hơi lệch qua phải. Tức là x1 cộng x2 nó hơi lệch qua phải nó sẽ dương. Còn nếu nó hơi lệch qua trái nó sẽ bị âm. Và cái này theo viết nó là trừ b chia a nó phải dương. Được chưa? Mà a là âm đúng không? Được chưa? Mà dấu trừ này cũng là âm. Vậy mình rút gọn dấu trừ với a đi thì còn b dương. Đó. Cái dấu trừ này cũng là coi như là trừ 1 ha, a là số âm, vậy trừ chia trừ thành cộng. Thì mình còn b dương. B dương. Vậy đáp án đúng là đáp án A, C dương và B dương ha. Này. Tổng kết lại thì mem lưu ý điều này. Dựa vào cái đuôi của đồ thị á, mình xác định được A âm hay A dương. Dựa vào cái đồ thị nó cách trục OI chỗ nào thì cái đó là D, D nằm trên D dương, D nằm dưới D âm. Rồi. X1, X2 á, là hai cái X của điểm cực tiểu, cực đại á, nó nằm hai phía. Thì nó nhân nhau nó âm. Đúng không? Nhân nhau nó âm. Mà nhân nhau nó âm á, thì theo viết nó là C chia A âm ha. Ừ. Mà C chia A âm nó bắt đầu mình xét dấu tiếp. Còn nếu nó lệch phải á thì tổng của x mỗi thai dương, còn nếu nó lệch qua trái có nghĩa là vậy nè. Vậy lệch trái nè, cực đại cực tiểu qua trái, hoặc là nó cũng nằm hai bên nhưng mà nó nằm bên 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 trái nhiều hơn, nó lệch qua trái nhiều hơn, thì đại đây tiểu đây nhưng mà nó lệch qua trái nhiều hơn ha. Rồi để giúp em làm những cái bài mình xét dấu ABCD cho nó hợp lý, cho nó dễ làm ha. Rồi tạm biệt các em.